Kính chào quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới đã bật tăng ngay khi mở phiên giao dịch sáng thứ hai, ngày 19 tháng 7, khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trên toàn cầu, hỗ trợ sức hấp dẫn của tài sản an toàn như là vàng. Tuy nhiên, đà tăng đã bị kìm hãm bởi đồng đô la Mỹ mạnh lên vùng 93 điểm. Nhìn vào diễn biến giá, có thể thấy các nhà đầu tư vàng đã tỏ ra sự lưỡng lự trong việc trở lại thị trường. Trong dài hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng còn được hỗ trợ tích cực khi áp lực lạm phát tăng lên mức chưa từng thấy. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục nhận định lạm phát cao hơn mục tiêu chỉ là nhất thời, và cơ quan này tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại. Giới đầu tư rất lo lắng lạm phát gia tăng mạnh và kéo dài. Nếu thời gian nới lỏng tiền tệ thì lạm phát có thể dai dẳng hơn nữa. Cùng với đó, dịch COVID-19 đang lan rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là khu vực Đông Nam châu Á, sẽ khiến cho giới đầu tư hạn chế đầu tư vào các kênh tài sản sinh lời mà chuyển sang đầu cơ vàng nhằm tránh rủi ro. Giới chuyên gia phân tích và nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ đang gia tăng và tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư. Dù vậy, giá vàng cần phải vượt qua ngưỡng cản tiếp theo là 1.850 đô la Mỹ một ounce trước khi có thể tiếp tục lên mức cao hơn. Và tại thị trường trong nước, mặc dù giá vàng thế giới đã suy giảm ở cuối phiên hôm qua theo giờ Việt Nam, thế nhưng giá vàng trong nước chốt phiên đầu tuần vẫn được các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc giữ nguyên mức tăng từ 50 cho đến 150 nghìn đồng lượng, do họ lo ngại giá vàng thế giới sẽ quay đầu tăng bất ngờ, nên chênh lệch giá vàng ở cả hai thị trường tiếp tục được giãn rộng lên mức 7 triệu 200 nghìn đồng lượng. Cụ thể, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 56 triệu 850 nghìn đồng một lượng chiều mua, còn là chiều bán 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Còn tại Phú Quý SJC cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 57 triệu 530 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng miếng SJC ở mức 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 57 triệu 570 nghìn đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng và giá ngoại tệ, mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới vào rạng sáng nay thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021, ở quanh mức 1.812 đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 92,828 điểm. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 570 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 650 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu 850 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 650 cho đến 700 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng.
Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 650 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 56.950 đồng một lượng, bán ra 57.250 đồng một lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.530 đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.550 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.520 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 57 triệu đồng một lượng, bán ra 57.550 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.950 đồng một lượng, bán ra 57.450 đồng một lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 56.850 đồng một lượng, bán ra 57.550 đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.570 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.850 đồng một lượng, bán ra 57.650 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.570 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.570 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.570 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.880 đồng một lượng, bán ra 57.570 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56.870 đồng một lượng, bán ra 57.580 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.550 đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.550 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.900 đồng một lượng, bán ra 57.550 đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56.880 đồng một lượng, bán ra 57.570 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.920 đồng một lượng, bán ra 57.600 đồng một lượng. Giá vàng mua số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn mua số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 51.200 đồng một lượng, bán ra 51.900 đồng một lượng. Vàng nữ trang mua số 9 mua vào 50.900 đồng một lượng, bán ra 51.600 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 50.089 đồng một lượng, bán ra 51.089 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.854 đồng một lượng, bán ra 38.854 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.236 đồng một lượng, bán ra 30.236 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.669 đồng một lượng, bán ra 21.669 đồng một lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.890 đồng, bán ra 23.120 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.250 đồng,
bán ra 23.300 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 16.555 đồng, bán ra 17.246 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.759 đồng, bán ra 18.500 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 204 đồng, bán ra 215 đồng. Đồng euro mua vào 26.477 đồng, bán ra 27.855 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.413 đồng, bán ra 25.433 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 30.848 đồng, bán ra 32.137 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.480 đồng, bán ra 3.626 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.529 đồng, bán ra 17.220 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.